Hello mấy bà, tôi mới tìm được chân ái của cuộc đời, đó chính là em sữa rửa mặt bằng tuyết, ba tác động sạch sâu, giữ ấm, the mát sảng khoái và tẩy da chết nhẹ nhàng nha. Em này với ba hoạt chất tác động bề mặt làm sạch sâu, dịu nhẹ, the mát sảng khoái, thông thoáng lỗ chân lông, loại bỏ tế bào sừng giúp da tươm bằng tiết dầu và mịn màng. Đã thế là còn tăng khả năng chống oxy hóa, chậm quá trình lão hóa, giữ ẩm nhờ chứa thành phần tinh chất vàng trong mỹ phẩm này nha. Và em này lại còn giúp loại bỏ tế bào chết nhẹ nhàng với các hạt băng tuyết siêu mềm mịn. Và khi dùng ấy, chúng ta cho một lượng sản phẩm ra tay, tạm bọt với nước trước, sau đó massage trên da. Và cuối cùng thì chúng ta rửa lại sạch với nước. Và sau khi mà rửa sạch xong thì chúng ta giờ vào da sẽ cảm thấy sự khác biệt nha. Đó chính là da mịn hơn nè, da tôi nè mịn và sạch chưa nè. Thế còn chần chờ gì nữa, mau tậu thôi.